Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái phương pháp Glenn Newman để dạy cho trẻ từ 0 đến 3 tuổi nhằm kích thích cái bán cầu não phải của trẻ. Thì đối với trẻ từ 0 đến 3 tuổi, nếu như các mẹ mà áp dụng cái phương pháp này thì các con sẽ nắm bắt rất nhanh và những cái thông tin mà đa dạng rất là nhiều. Thì các mẹ có thể tham khảo thêm cái cách chúng ta làm một cái bộ Glenn Newman đầy đủ như thế nào. Thì các bạn có thể tham khảo giáo trình. Thì nếu như mà muốn học toán thì có thể mua quyển này. Thì tức là quyển này sẽ hướng dẫn các mẹ là làm thẻ học toán, và trong này nó ghi rất đầy đủ về những cái kết quả mà người ta đã thu được, và cái phương pháp dạy như thế nào, và dạy từ phép cơ bản nhất, những con số về lượng, sau đấy thì mới dạy về số. Thì đấy là một cuốn sách mà đối với trẻ mẹ nào mà muốn dạy con học toán thì các con mẹ có thể dạy quyển này, theo quyển này. Hoặc là nếu như mà đối với trẻ muốn đọc, biết đọc sớm thì chúng ta có thể dùng quyển này. Quyển này thì nó sẽ giúp các mẹ dạy từ lớn, từ ghép và dạy câu hoàn chỉnh, thì cũng rất là hay. Và trong này cũng ghi rất là nhiều cái kết quả mà của các trẻ trên thế giới đã thu được sau khi sử dụng cái phương pháp này. Còn đấy, nếu như có một quyển nữa nhưng mà mình không tìm được đủ bộ, cho nên ở đây mình chỉ tìm được cái quyển này, đây là quyển tăng cường trí thông minh cho trẻ. Thì cái quyển này là một quyển bởi vì mình mua không đủ, nhưng mà ở trong cái quyển này thì nó là đầy đủ tất cả rồi, tức là nó tóm tắt tổng quát của những cái quyển khác gộp lại rồi. Thì nếu như mẹ nào không có điều kiện thì các mẹ có thể mua thêm, chỉ cần mua quyển này thôi là đủ, bởi vì trong này nó có đầy đủ các chủ đề. Thứ nhất là đây, ở trong này người ta đã ghi được đầy đủ về phương pháp dạy trẻ dạy học toán này, xong rồi là dạy trẻ viết tập, dạy trẻ thông minh này, dạy trẻ học toán này, và dạy trẻ thế giới xung quanh. Tức là trong này thì bộ đầy đủ của nó thì người ta đã in ở đằng sau này, các mẹ có thể tham khảo và có thể search ở trên mạng để mua cũng được. Không thì đấy cũng là một cái quyển giáo trình đầy đủ mà rất là hay, và thỉnh thoảng bây giờ mình vẫn thường xuyên dùng đến, bởi vì là cái quyển này nó xuyên suốt quá trình bé học, thì nó không phải là chỉ sử dụng một đôi lần đó, mà các mẹ có thể dạy xong này thì nếu chúng ta quên chúng ta có thể tham khảo kỹ ở đấy. Bởi vì là các mẹ nên nhớ là chỉ đọc sơ qua thì cũng không nắm rõ hết, mà các mẹ nếu như mà chúng ta mua một quyển sách để đọc thì khi mà cầm quyển sách lên các mẹ sẽ thấy là cái tinh thần mà dạy con rất là cao. Đây là cái số thẻ mà mình đã làm. Thì đối với bé nhà mình thì bé học mà thứ nhất là mình dạy song song, mình dạy bộ chấm đốt này, rồi thế giới xung quanh này, và dạy chữ này. Vì thế là mình đã vấp phải cái nhược điểm là khi bé học cái thế giới xung quanh, bé sẽ thích hơn học số và học chữ và học chấm đốt. Cho nên là mình đã làm theo cái cách này và rất là hiệu quả. Để làm, nếu như các mẹ có một cái thẻ đây là cái thẻ mình đã làm, cái thẻ về quả liệu, thì mình sẽ ghi thêm một thẻ nữa là quả liệu đấy. Vì bé là thích hình ảnh, cho nên là mình vừa đọc quả liệu vừa tư và đọc quả liệu luôn, thì bé sẽ không bị nhìn đến nơi khác. Mà nếu như tức là cái phương pháp, cái đấy là cái cuối cùng mà mình nghĩ ra. Còn nếu như mà mẹ cứ dạy chữ trước, dạy thẻ chấm trước, dạy thẻ số trước, dạy thế giới xung quanh sau, thì bé sẽ không bị vấp phải cái đấy. Đấy, và chú ý là nếu như mà khi bé mà không nhìn nữa thì mẹ không dạy nữa, và bé không thích học thì chúng ta không ép bé học. Đấy, chúng ta chỉ dạy khi bé thích. Và đối với bé nhà mình thì mình đã dạy từ buổi sáng
thi bẻ giày và mình đã giày bẻ một lần và buổi tối thì hai lần, buổi ngày thì phải đi học. Cho nên là đây là cái tập thể mình đã làm được và rất là nhiều, tỷ giá thì tương đương với cứ ăn lắm. Mình mua một cái là 3.000 đấy, 3.000 mà cũng không có mà mua đấy, nó chỉ có số lượng có mấy chục thẻ thôi. Nhưng mà bây giờ mình từ làm thì mình đã làm được vô số thẻ và rất là nhiều đấy, đẹp lắm. Thì mình cũng phải công nhận là nó đẹp đấy. Đây, và mình đã ghi luôn cái phần chữ, cái nào có số mình ghi luôn phần chữ và mình để đấy thôi. Và mình đã soạn sẵn đây rồi, lúc nào dạy con thì mình bỏ cái cũ ra, thêm cái mới vào thì chỉ cần nhặt thôi, không phải ngồi tìm nữa. Đây, cái thẻ làm rất là đẹp đúng không các mẹ? Đấy, xem mẹ xem qua. Đấy, để lấy thêm tí động lực để chúng ta làm. Còn đây là cái thẻ mình mua, thực ra nó cũng nếu mà so với cái kết quả mình làm được thì mình thấy là nó cũng mãn nhãn rồi đúng không? Quá đẹp rồi. Thẻ này mình mua đấy, mua đấy. Thẻ làm đẹp không các mẹ? Đẹp đúng không? Đấy, quá đẹp luôn đấy, rất là đẹp. Cho nên là đây là cái chủ đề về hoa quả mình đã xếp riêng đấy. Đấy, hoa quả mình xếp riêng ra, quả táo xanh này, quả mé này, mẹ này. Đấy, mình xếp riêng ra và mình để riêng một tập, để vào một nhóm riêng. Đấy, và chủ đề thứ hai là chủ đề về con vật. Thì cái này chủ đề con vật là mình năm 6, bởi vì bé nhà mình đã học từ vựng cũng khá nhiều và học hình ảnh cũng khá nhiều, vì thế mình đã ghi luôn. Đấy, còn đối với những trẻ mà chưa học chữ và chưa học ấy thì các mẹ không sử dụng cái phương pháp này nhá. Người ta nên để tách riêng ra thì nó dễ hơn. Đấy, và cái thẻ này mình thấy cũng đẹp. Đấy, chúng là người khéo tay làm cái gì cũng đẹp. Đấy, và mình đã làm được cái này thì tránh thủ làm bất kể lúc nào, bất cứ lúc nào rảnh thì mình cũng làm. Vì thế thời gian ngay thì không có lúc nào là thành thứ cả. Đấy là những cái con vật mà mình đã làm, và kể ra thì cũng không phí công, không phí công một chút nào, bởi vì bản thân mình rất là thích, lúc nào học cũng chăm chú lắm. Đấy, thẻ là con vật, còn đây là thẻ về hoa quả, là hoa quả. Hoa quả thì nếu mà đi mua thì các mẹ chỉ có ít thôi, cùng lắm là 10-20. Nhưng bây giờ thì mình có thể tìm cho các mẹ đấy nhé, cái quả mà người ta, thậm chí người lớn mình cũng không biết, không biết là nó là cái gì. Quất đây, quả Việt quất đấy. Mình không biết quả này là quả Việt quất. Quả sơn tra, có mẹ nào biết quả này không? Đấy, các mẹ có mẹ nào biết không ạ? Chúng là bí ngô. Đấy, tức là mình làm được nhiều lắm, củ gừng. Đấy, thì cố vàng. Và câu hỏi bây giờ là chúng ta sẽ thắc mắc, vậy thì muốn làm một cái thẻ flashcard cho bé thì các mẹ sẽ làm như thế nào? Thì đấy là một số cái hình ảnh mình đã đang làm này. Mình đã đang làm đấy, tức là các con vật mình cắt ra. Chúng ta in thì sẽ mất thời gian hơn mà nó cũng không đẹp bằng. Cho nên là thôi, tốt nhất là các mẹ cứ đi ra ngoài hiệu sách ấy, sách cho trẻ em ấy có rất nhiều, và mình đã mua đủ bộ về cái này. Đây, đủ bộ thì ở đằng sau này nó sẽ có đấy. Thì cái này nó sẽ dành cho trẻ từ 0 đến 3 tuổi. Thì đằng sau này nó sẽ ghi đủ bộ. Và trong này nó sẽ có rất nhiều chủ đề. Và những cái kia mình đều lấy từ đấy cả. Bây giờ mình làm hết rồi, mình chỉ còn mỗi quyển này thôi. Mình lấy nốt quyển này cho các mẹ xem. Thì khi mà các mẹ muốn làm ấy, thì đầu tiên các mẹ phải mua cho mình đầy đủ cái này đã. Và có bao nhiêu chủ đề thì chúng ta sẽ mua bấy nhiêu quyển. Và có những chủ đề không có thì mình đã phải đặt ít. Còn những chủ đề nào mình làm được là mình đã làm, vì nó vừa đẹp và vừa rẻ, chứ có mất thời gian thôi.
thì chúng ta sẽ phải có thêm một cái à đây thôi về các mẹ tí nữa đấy, chủ đề về con vật đấy đấy, thấy không đấy, đây là mình tận dụng những cái thẻ mà bé nhà mình đã học rồi nhá, lần trước mặt chữ trước này, mặt chữ trước học rồi xong rồi mình đây có những thẻ mặt chữ trước học rồi thì mình dùng tiếp đằng sau đấy, thì một cái thẻ này chúng ta có thể dùng được 2 lần cũng được, nhưng mà cái này thì đối với những mềm đây đây như đây cái chữ từ này phải học rồi đằng sau mình làm này đấy, tận dụng cái điều mà nó đỡ tốn kém thì giá một cái này mình chỉ mua của mấy trăm đồng nhá, cái giấy nhá, giấy cứng này chỉ mua của mấy trăm đồng, xong rồi cái hình này tính giá cũng chỉ có mấy trăm đồng thôi, và đối với keo băng dính nữa tính giá thì tầm hơn 1.000, cùng lắm là hơn 1.000 một thẻ, thì là còn chưa kể tiền công, còn nếu tính công ra thì mình thấy nó cũng đắt ngang bằng đấy, bởi vì làm cũng mất thời gian phết đấy các mẹ. Thì đây cái thẻ của mình thì hiện tại mình đã cắt hết cái thẻ to rồi, thì hiện tại mình có cái cỡ A5 đó, cỡ A5 này. Cỡ A5 thì các mẹ sẽ có 2 mặt nhá, một mặt trơn và một mặt nhám. Đối với mình thì mình dùng 2 mặt, bởi vì là dùng 6 mặt này mình dùng mặt kia đấy. Sau đấy thì các mẹ sẽ xẻ cái này ra cho mình làm tả một cái nhá, cái gì nó đơn giản tí đi. Đây quyển này các mẹ xẻ ra nhá, mình một tiếp xẻ ra để thế này á, cho con học nó không có kết quả vài hôm nó xẻ nát đấy, cho nên các mẹ cứ xẻ như này ra này, sau đấy thì lấy kéo cắt. Cắt và sau đấy thì để tận dụng được 2 mặt thì chúng ta tốt nhất là xẻ đôi nó ra, bởi vì là nếu như để như thế này mà cắt đi thì các mẹ sẽ mất cái mặt sau, nên là để tiết kiệm tối đa nhất thì chúng ta sẽ xẻ đôi ra. Thì ra công đoàn cũng rất là lằng nhằng ấy, mất thời gian đấy, đi mua xẻ đôi ra nhá. Xẻ đôi ra thì sau khi xẻ xong rồi, cái này thì đòi hỏi về chúng ta phải cẩn thận một tí, không là nó sẽ rách này, sẽ rách là không cắt được. Đây là hình ảnh về bài học màu tím, hoặc chúng ta có thể ghi cái này là cái mũ led hoặc là màu tím tùy về nội dung mà các mẹ đang phải làm cho con. Ta sẽ cắt cái phần này đi, cái công đoạn cắt này cũng mất rất là nhiều thời gian đây các mẹ, cho nên là em đã tranh thủ làm bất kể lúc nào, ví dụ như thời gian rỗi hoặc là lúc con ngủ, tranh thủ buổi tối. Mỗi tuổi em cắt được nhiều, khá nhiều. Mà đi đâu đấy, đi ngồi, ngày nào mà đi làm xe buýt thì chúng ta có thể tận dụng thời gian ngồi trên xe buýt, hoặc là cà phê, chuyện về bàn thì các mình có thể mang theo một cuốn sách để đọc, hoặc là chúng ta có thể mang theo cái này để làm, vừa nói chuyện được mà vẫn vừa làm được cho có một cái bộ tài liệu rất là ý nghĩa. Đây là cái mũ len nhá, cái chủ đề màu sắc hoặc là cái mũ len. Thì sau khi cắt xong hôm nay thì các mẹ có thể dùng cái băng dính khô, cái keo khô, đây là lọ keo khô mà em dùng đấy. Keo khô thì các mẹ nên dùng keo khô, không dùng keo nước nhá, keo nước nó sẽ dính tay mà nó cũng làm cái tơ rẻ nhắn. Dính vào làm cái này thì tại là để nhà mẹ nào có bé lớn thì đấy.
là chúng ta đã sóng một cái thẻ hình ảnh. Đấy có thể là thẻ mũ len hoặc là thẻ màu tím, đúng không? Và mặt 6 này, các bạn sẽ ghi ngay tháng năm sinh khi rẻ con đấy. À, ngay rẻ chúng ta sẽ tích vào. Đấy, tích vào. Thì để là để lại học về hình ảnh. Cho nên em có thể ghi cái này là mũ len màu tím. Các mẹ sẽ dùng cái cho em cái bút nhá. Cái bút, nhưng mà khi chúng ta đi mua bút thì em thấy cái bút này dùng rất là thích, bởi vì là cái màu nó đỏ tươi luôn, không phải là đỏ nhạt đâu. Bởi vì có những cái bút ấy nó nhìn thì đỏ nhưng mà viết vào nó sẽ không được nét, mà hơi mờ. Cho nên là tốt nhất là các mẹ trước khi mua thì chúng ta thử ra tay, nếu như thấy đỏ đầm thì các mẹ hãng dùng. Đấy nhá. Bây giờ em sẽ dùng mũ len màu tím. Len màu tím. Chúng ta nên dùng nền đỏ nhé. Bởi vì nền đỏ thì bút màu đỏ, không dùng bút màu xanh tím than. Bởi vì màu đỏ thì trên cái nền trắng người ta đã nghiên cứu cho các bé lớn. Bởi vì màu đen thì dùng cho các bé sơ sinh từ 0 đến 3 tháng, còn bé 6 3 tháng nên chúng ta nên dùng màu đỏ đến nền trắng. Đấy. Thì là em đã xong cái thẻ cho bé, và đấy là vừa hình ảnh và vừa từ ngữ. Nếu như mà chúng ta câu kỳ thì các mẹ có thể đo, nhưng mà bình thường thì em viết áng chừng thôi, em không đo cái sáng tí này. Các mẹ có thể mua sách để chúng ta biết được thêm là cái phương pháp đó thì là đó như thế nào so với cái bảng này. Còn đối với bé càng nhỏ thì chúng ta dùng hình ảnh càng lớn, và đối với bé tức là hình ảnh lớn thì các mẹ chỉ cần mua thế này thôi, nhưng mà ta mua cái tấm bìa cực nó lớn ra. Đấy thì còn bây giờ em sẽ hướng dẫn các mẹ trảo nhé. Thì buổi hôm nay em đã nói quá về các mẹ về cái phương pháp mà chúng ta làm một cái thẻ flashcard cho con. Thì cái thẻ này thì sử dụng được rất là nhiều. Ví dụ như sau khi các mẹ dạy xong thì cái mặt 6 này các mẹ có thể dùng cái bit để làm cái bit thông tin cho bé. Và ví dụ như kiểu là đây là hình ảnh về lá cờ quốc kỳ của một nước nào đấy, thì đằng sau nó sẽ có bit những thông tin liên quan đến đất nước đấy, diện tích bao nhiêu, dân số bao nhiêu, thủ đô là gì, và vô vàn những thứ khác. Đấy, thì những cái thông tin này sau khi mẹ dạy xong thì mẹ sẽ hướng dẫn bé sau. Còn hiện giờ thì các mẹ nên làm một cái bộ thẻ này cho bé, và chúc các mẹ thành công.